Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã ban hành kế hoạch xét nghiệm COVID-19 diện rộng để chủ động phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày mai 16 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức xét nghiệm diện rộng cho khoảng 2,1 triệu người dân trên quy mô toàn tỉnh nhằm bóc tách F0 và những người tiếp xúc gần ca nhiễm ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất để khống chế lây nhiễm. Theo đó, đối với ấp khu phố có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao sẽ lấy mẫu toàn dân 3 lần, mỗi lần cách nhau từ 3 đến 5 ngày. Lần 1 và lần 2 xét nghiệm test nhanh, lần 3 xét nghiệm real-time PCR, hình thức mẫu gộp. Các ấp khu phố được đánh giá có nguy cơ sẽ được lấy mẫu 2 lần. Lần 1 lấy mẫu 1 người 1 hộ để xét nghiệm test nhanh, lần 2 lấy mẫu 1 người 1 hộ xét nghiệm bằng real-time PCR, mỗi lần cách nhau từ 3 đến 5 ngày. Đối với các ấp khu phố bình thường mới, lấy mẫu một lần, xét nghiệm test nhanh tối thiểu 20% số hộ gia đình, ưu tiên chọn các hộ có nguy cơ cao như là bán hàng thiết yếu, chợ, tạp hóa, ngân hàng, v.v. Tùy vào tình hình thực tế, các địa phương có thể lấy mẫu nhiều hơn 20% số hộ gia đình. Kế hoạch cũng nêu rõ hướng xử lý khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, phương án phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát hiện có ca lây nhiễm. Việc huy động các nguồn lực về cơ sở vật chất, lực lượng và phương tiện hỗ trợ vận chuyển người bệnh, người cách ly tập trung, vận chuyển mẫu, nhân lực hỗ trợ đảm bảo ăn uống phục vụ người cách ly, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, vật tư, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, nhân lực y tế và nhân lực hỗ trợ lấy mẫu. Dự kiến số người nhiễm mới sau 3 đợt sàng lọc tại cộng đồng dao động từ 9.000 đến 18.000 người, hoặc có thể cao hơn.